Nếu vùng đầu xuất hiện bốn dấu hiệu này 80% ung thư gan đã xuất hiện. Kính chào các khán thính giả đã quay trở lại với kênh Chuyện Nhân Quả. Các bạn biết không, gan của chúng ta thật sự là một nhà máy hóa chất kỳ diệu. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa và loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Sức khỏe của gan ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ cơ thể con người, từ hệ tiêu hóa cho đến hệ tuần hoàn. Tuy nhiên, gan lại là một cơ quan im lặng, bởi nó không có các dây thần kinh cảm nhận được cơn đau, điều này khiến cho khi gan gặp vấn đề chúng ta thường sẽ khó phát hiện ra sớm và khi những dấu hiệu rõ ràng xuất hiện có thể lúc đó gan của bạn đã bị tổn thương nặng nề thế nhưng các bác sĩ đã chia sẻ với chúng tôi rằng cơ thể sẽ luôn có những cách riêng để báo hiệu vì thế chỉ cần chúng ta quan sát kỹ đặc biệt vùng đầu chính là nơi có thể xuất hiện những biểu hiện bất thường khi gan bị tổn thương những biểu hiện này có thể là lời cảnh báo sớm thậm chí liên quan đến nguy cơ mắc ung thư gan vì vậy, hôm nay chúng tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu những dấu hiệu này nhé. Trước hết, tôi xin kể lại cho các bạn nghe một câu chuyện có thật từ bác Hùng, năm nay đã 80 tuổi, ngủ ở Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh. Suốt bao năm qua, bác Hùng luôn là hình ảnh của tuổi già lạc quan và vô lo. Bác vốn rất tự tin vào sức khỏe của mình vì mỗi sáng đều đặn tập thể dục, đi bộ và tuân thủ chế độ sinh hoạt đều đặn. Tôi khỏe mạnh lắm, chẳng bệnh tật gì đâu. Đó là câu bác thường nói với con cháu mỗi khi họ lo lắng cho sức khỏe của ông. Tuy nhiên, con trai bác lại nhận thấy có điều bất thường, đó là mắt của bác dần dần chuyển sang màu vàng, biểu hiện rõ rệt hơn mỗi ngày. Dù con cái khuyên nhủ nên đi khám sớm, bác vẫn bỏ qua vì chỉ nghĩ rằng đó là chuyện nhỏ, không đáng lo. Hai năm sau, khi đi khám sức khỏe định kỳ, bác Hùng đã bàng hoàng khi nhận được tin giữ chẩn đoán rằng bác đã mắc ung thư gan giai đoạn 3. Nghe tin bác thật sự chẳng tin nổi vì bác vẫn cảm thấy mình rất khỏe mạnh. Và ngay lúc này, bác bắt đầu hối hận vì đã không để ý tới dấu hiệu mà cơ thể đã cảnh báo từ lâu. Câu chuyện của bác Hùng là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta, đừng bao giờ chủ quan với sức khỏe của mình. Những dấu hiệu nhỏ như mắt vàng có thể là lời cảnh báo từ gan một cơ quan im lặng nhưng vô cùng quan trọng. Hãy lắng nghe cơ thể và đi khám ngay khi thấy bất cứ biểu hiện bất thường nào, cô bác nhé. 1. Mắt có màu vàng các bạn thân mến đôi mắt không chỉ giúp ta nhìn thấy thế giới xung quanh mà trên thực tế nó còn tiết lộ nhiều điều về sức khỏe bên trong cơ thể một trong những dấu hiệu rất dễ nhận biết nhưng thường bị bỏ qua là hiện tượng mắt chuyển sang màu vàng đây không phải là vấn đề thẩm mỹ đơn thuần mà có thể là dấu hiệu quan trọng cho thấy lá gan của chúng ta đang có vấn đề nghiêm trọng bạn cần biết rằng mắt vàng chính là một triệu chứng rất đặc trưng của các bệnh về gan Điều này xảy ra khi chức năng của gan đang dần bị suy giảm và không thể chuyển hóa được bilirubin, một loại sắc tố mật có trong máu. Bình thường, gan sẽ hấp thụ và loại bỏ bilirubin qua đường mật, nhưng khi gan gặp trục trặc, bilirubin không thể được đào thải ra ngoài mà bắt đầu tích tụ trong máu, từ đó gây ra hiện tượng vàng mắt và vàng da. Ở những ai đang trong độ tuổi cao niên, đặc biệt là những ai có tiền sử bệnh gan mãn tính như viêm gan hay sơ gan thì mắt vàng có thể xuất hiện dần dần và là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy các chức năng gan đang dần suy giảm vì thế nếu như bạn nhận thấy mắt của mình hay người thân trở nên vàng hơn đặc biệt là ở vùng lòng trắng mắt thì đó là lúc nên đi khám ngay ngay nhé việc phát hiện sớm các bệnh lý về gan sẽ giúp chúng ta có cơ hội điều trị và bảo vệ sức khỏe một cách hiệu quả hơn các bạn thấy đó đôi mắt không chỉ là cửa sổ tâm hồn mà còn là tấm gương phản ánh tình trạng gan của chúng ta vì vậy đừng thờ ơ và bỏ qua khi thấy xuất hiện những dấu hiệu nhỏ bé này các bạn nhé hai da mặt xỉn màu có bao giờ các bạn nhìn vào gương và bỗng nhiên nhận thấy làn da của mình trở nên sạm đen xỉn màu hơn bình thường không thường thì chúng ta hay nghĩ rằng đó chỉ là do tuổi tác mệt mỏi hay thiếu ngủ nhưng thật ra làn da không chỉ phản ánh vẻ bề ngoài mà còn là tấm gương soi cho sức khỏe bên trong đặc biệt là tình trạng của lá gan khi gan hoạt động tốt da chúng ta thường tươi tắn hồng hào và căng bóng ngược lại nếu da mặt bị sạm đen rõ thấy thì đó có thể là dấu hiệu gan đang gặp vấn đề bạn biết không một khi chức năng gan bị suy giảm quá trình giải độc của cơ thể từ đó cũng bị ảnh hưởng những chất độc này không thể được loại bỏ kịp thời do đó dẫn đến sự tích tụ vào bên trong cơ thể Chính Sự tích tụ này không chỉ làm ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể mà còn biểu hiện ra bên ngoài qua làn da. Lâu dần, các bạn có thể thấy da mặt mình trở nên xỉn màu, kém sức sống hơn hẳn. Vì vậy, bạn tuyệt đối đừng bỏ qua những dấu hiệu nhỏ nhặt như làn da thay đổi, bởi chúng có thể là tín hiệu đầu tiên cho thấy gan của chúng ta cần được chăm sóc và bảo vệ tốt hơn. Làn da không chỉ là mặt tiền mà còn là tấm gương phản chiếu sức khỏe của chúng ta đấy ạ. À. 3. Mũi đỏ, chảy máu cam đa số trong chúng ta thường hay cho rằng hiện tượng mũi đỏ hay chảy máu cam là do thời tiết khô hanh nóng trong người hay đôi khi là vì những va chạm nhẹ gây ra phải không ạ à? nhưng thực tế những dấu hiệu này có thể là lời cảnh báo từ bên trong cơ thể đặc biệt là gan cơ quan đóng vai trò quan trọng trong việc tổng hợp các yếu tố đông máu bạn biết không khi chức năng gan bị suy giảm lượng các yếu tố đông máu mà gan sản xuất ra cũng sẽ giảm theo điều này khiến cho quá trình đông máu trở nên khó khăn hơn từ đó dễ dẫn đến tình trạng chảy máu và một trong những biểu hiện dễ thấy nhất là chảy máu cam không chỉ vậy mũi đỏ cũng là một dấu hiệu cho thấy gan đang gặp vấn đề đây không phải là dấu hiệu bình thường và nếu hiện tượng này xảy ra thường xuyên chúng ta cần đặc biệt lưu ý hơn đó cô bác ạ à. các bác sĩ đã chia sẻ rằng khi mũi thường xuyên đỏ và chảy máu đặc biệt là không có lý do rõ ràng như thời tiết hay tác động ngoại lực thì đó có thể là tín hiệu cho thấy gan đang bị tổn thương khi gan không hoạt động tốt, chức năng đông máu bị ảnh hưởng, khiến việc cầm máu trở nên khó khăn hơn. Đây là một dấu hiệu mà nhiều người thường chủ quan bỏ qua, nhưng nó lại là lời cảnh báo quan trọng cho sức khỏe gan của chúng ta. Đối với người cao tuổi, việc chăm sóc sức khỏe gan lại càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Hãy chú ý đến những thay đổi nhỏ trên cơ thể, đừng xem nhẹ chúng các bạn nhé. 4. Môi tím tái, miệng có mùi hôi chúng ta thường nghĩ rằng đôi môi tím tái chỉ là dấu hiệu khi cơ thể bị lạnh hay đơn giản là do thiếu máu nhưng bạn biết không trên thực tế theo đông y thì môi và gan lại có mối liên hệ rất chặt chẽ người có một lá gan khỏe mạnh sẽ có được một đôi môi hồng hào tươi tắn và do đó khi gan gặp vấn đề đôi môi của chúng ta cũng sẽ thể hiện rõ điều đó nếu bạn nhận thấy môi mình tím tái mà không có lý do rõ ràng như thời tiết lạnh thì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo rằng gan của bạn đang bị tổn thương thậm chí có thể là tín hiệu sớm của ung thư gan đó các bạn ạ. À. Khi gan không thực hiện tốt chức năng thanh lọc độc tố, chất độc tích tụ trong cơ thể sẽ gây ra hiện tượng môi thâm xỉn, tím đen. Ngoài ra, hơi thở có mùi và môi dễ nước nẻ cũng là những dấu hiệu mà chúng ta cần cảnh giác vì nó cho thấy gan đang không khỏe mạnh. Theo Đông y, dịch cơ thể trong miệng có sự kết nối chặt chẽ với các cơ quan như tim, gan, lá lách, phổi và thận. Vì vậy, khi gan của chúng ta đã bị suy yếu Cơ thể vì thế không thể đào thải độc tố một cách hiệu quả, từ đó dẫn đến mùi hôi khó chịu trong miệng. Đối với những người cao tuổi, việc chú ý đến những thay đổi nhỏ trên cơ thể như màu sắc của môi hay hơi thở có thể giúp phát hiện sớm các vấn đề về gan. Nếu bạn nhận thấy môi mình tím tái hay có mùi hôi miệng kéo dài mà không rõ nguyên nhân, hãy cẩn trọng và đi thăm khám ngay để bảo vệ gan và sức khỏe của mình các bạn nhé. Ba thói quen tuổi 60 cần thực hiện ngay để kéo dài tuổi thọ lá gan. 1. Làm việc và nghỉ ngơi khoa học. Các bạn thân mến, nghe đến đây thì một trong những câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm là làm thế nào để bảo vệ gan. Câu trả lời thực ra rất đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng, đó là bạn hãy duy trì chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học. Chúng ta đều biết rằng gan là cơ quan quan trọng giúp thanh lọc và giải độc cơ thể, và để gan thực hiện tốt chức năng này, chúng ta cần chú trọng đến thói quen sinh hoạt hàng ngày. Các bác sĩ đã chỉ ra rằng sau 11 giờ đêm là thời điểm vàng để gan tự phục hồi và giải độc. Khi chúng ta ngủ đủ giấc và đúng giờ, đặc biệt là trước 11 giờ đêm, gan sẽ có thời gian và điều kiện lý tưởng để thực hiện các chức năng quan trọng của mình. Tuy nhiên, thực tế đáng buồn là có rất nhiều người trong chúng ta, nhất là khi càng cao tuổi, lại có thói quen thức khuya hay rất khó vào giấc, làm việc quá sức hay không nghỉ ngơi đầy đủ. Những thói quen này không chỉ làm suy giảm sức khỏe tổng thể mà còn gây tổn thương nghiêm trọng đến gan khi gan không được nghỉ ngơi đúng cách, quá trình thải độc bị gián đoạn, khiến độc tố tích tụ trong cơ thể, gây ra nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau. Vậy nên, để bảo vệ gan, chúng ta cần điều chỉnh thói quen sinh hoạt hàng ngày một cách khoa học và hợp lý hơn. Bạn hãy cố gắng đi ngủ trước 11 giờ đêm và duy trì giấc ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm là một cách đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả để giúp gan hoạt động tốt nhất các chức năng của nó. Và không những thế, việc kết hợp làm việc và nghỉ ngơi hợp lý tránh căng thẳng, duy trì tinh thần thoải mái cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe gan khi chúng ta càng cao tuổi đó ạ. À? 2. thường xuyên tập thể dục. Bên cạnh việc nghỉ ngơi đúng cách, một điều rất quan trọng để bảo vệ gan chính là thường xuyên tập thể dục. Có lẽ không ít người trong chúng ta đã biết rằng tập thể dục mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể, nhưng điều thú vị là nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phòng tránh bệnh gan, đặc biệt là ung thư gan khi các bạn duy trì tập thể dục đều đặn cơ thể sẽ được kích thích để đốt cháy chất béo và đây chính là một trong những yếu tố giúp giảm nguy cơ tích tụ mỡ ở gan việc dư thừa mỡ trong gan có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng như gan nhiễm mỡ và viêm gan mà đây đều là những bệnh có thể làm suy yếu gan và dễ dẫn đến các biến chứng nặng hơn vì thế việc luyện tập thể thao đều đặn sẽ giúp kiểm soát lượng mỡ trong cơ thể đồng thời giúp gan hoạt động hiệu quả hơn không những vậy tập thể dục còn giúp tăng cường quá trình giải độc của gan khi vận động cơ thể sẽ thúc đẩy tuần hoàn máu giúp đưa các chất độc ra khỏi gan và thải ra ngoài qua hệ bài tiết điều này giúp giảm thiểu nguy cơ tích tụ độc tố trong gan giúp gan của bạn được khỏe mạnh hơn thêm vào đó tập thể dục thường xuyên còn giúp chúng ta nâng cao hệ miễn dịch khi sức đề kháng được cải thiện cơ thể sẽ ít bị tổn thương bởi các tác nhân gây hại từ bên ngoài bao gồm cả các bệnh liên quan đến gan Đối với những người cao tuổi, các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hay đạp xe có thể là những lựa chọn tuyệt vời để duy trì sức khỏe mà không quá căng thẳng cho cơ thể. Vì vậy, hãy dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để vận động, các bạn nhé. Chỉ cần những bài tập nhẹ nhàng và kiên trì mỗi ngày, bạn đã góp phần giúp gan luôn khỏe mạnh, bảo vệ sức khỏe tổng thể và phòng tránh các bệnh nguy hiểm như ung thư gan. Gan của bạn sẽ cảm ơn bạn rất nhiều vì điều đó đấy. 3. Ăn uống khoa học khi nói đến sức khỏe của gan, một trong những yếu tố quan trọng mà chúng ta không thể bỏ qua chính là chế độ ăn uống khoa học. Theo các bác sĩ, khoảng 80% các bệnh lý về gan có liên quan trực tiếp đến thói quen ăn uống không lành mạnh. Do đó, để giữ gan luôn khỏe mạnh, việc xây dựng một chế độ ăn cân bằng là điều vô cùng cần thiết. Vậy chế độ ăn như thế nào là lành mạnh cho gan? Trước hết, các bạn hãy tăng cường tiêu thụ thực phẩm giàu chất xơ như rau xanh, mũ cốc nguyên cám và trái cây tươi. Chất xơ không chỉ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn mà còn hỗ trợ gan trong việc loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể, giảm tải áp lực cho gan. Ngoài ra, việc cân bằng các loại chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất cũng rất quan trọng. Điều này có nghĩa là bạn nên chọn các nguồn protein từ thịt nạc, cá và các loại hạt thay vì ăn quá nhiều thịt đỏ hoặc các món ăn nhiều dầu mỡ. Chất béo tốt có trong dầu ô liu, dầu cá hay các loại hạt sẽ giúp gan duy trì chức năng mà không làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ hay viêm gan đặc biệt các bạn cần hạn chế tối đa việc ăn đồ nướng chiên rán những món ăn này dù thơm ngon hấp dẫn nhưng lại chứa nhiều chất béo bão hòa và chất gây ung thư khi chế biến ở nhiệt độ cao việc thường xuyên ăn những thực phẩm này không chỉ làm gan bị tổn thương mà còn tăng nguy cơ mắc ung thư gan ngoài ra tránh uống rượu bia cũng là một yếu tố không thể thiếu rượu bia là tác nhân gây hại trực tiếp đến gan dẫn đến các bệnh lý như sơ gan hay viêm gan nếu có thể hãy hạn chế tối đa hoặc loại bỏ hoàn toàn rượu bia khỏi chế độ ăn uống hàng ngày của mình hãy nhớ các bạn có thể bảo vệ gan chỉ bằng những thay đổi nhỏ nhưng vô cùng hiệu quả trong cách ăn uống hàng ngày hãy chọn những thực phẩm lành mạnh và nói không với những thực phẩm gây hại cho gan để cùng nhau xây dựng một cuộc sống khỏe mạnh hơn các bạn nhé các bạn thân mến gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể chịu trách nhiệm chuyển hóa các chất độc và giữ cho chúng ta khỏe mạnh tuy nhiên ung thư gan lại là một trong những căn bệnh nguy hiểm và khó phát hiện nhất vì gan không có dây thần kinh đau điều này khiến cho các triệu chứng thường bị bỏ qua cho đến khi bệnh đã tiến triển nặng nhưng đừng quá lo lắng bởi dù gan không lên tiếng cơ thể chúng ta vẫn có những tín hiệu cảnh báo tinh vi đặc biệt là ở vùng đầu nếu bạn để ý kỹ khi vùng đầu xuất hiện bốn dấu hiệu này, có thể đó là lời cảnh báo rằng gan của bạn đang gặp vấn đề nghiêm trọng và rất có thể 80% ung thư gan đã xuất hiện. Đó có thể là da mặt xỉn màu, mắt vàng, mũi đỏ hay môi tím tái, những dấu hiệu không thể xem nhẹ. Hãy cùng lắng nghe cơ thể và tìm hiểu sâu hơn về những dấu hiệu này. Bởi nhận biết sớm và can thiệp kịp thời chính là chìa khóa quan trọng để giữ cho lá gan của chúng ta luôn khỏe mạnh, các bạn nhé. Các bạn thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, luộc thịt là một phương pháp nấu ăn nghe qua rất phổ biến và tưởng chừng như rất đơn giản đúng không nào tuy nhiên chỉ cần bạn mắc phải một trong bốn sai lầm mà chúng tôi sắp đề cập sau đây thì sức khỏe của cả gia đình có thể sẽ bị đe dọa nghiêm trọng sai lầm trong quá trình luộc thịt không chỉ làm mất đi giá trị dinh dưỡng và độ thơm ngon vốn có mà bên cạnh đó còn có thể tạo ra các chất độc hại và gây hại cho sức khỏe lâu dài của bạn khi về già trong video hôm nay chuyện nhân quả sẽ giải đáp chi tiết về bốn sai lầm khủng khiếp này chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin hữu ích để các bạn có thể nhận biết và tránh những lỗi thường gặp khi luộc thịt điều này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe của bạn mà còn đảm bảo cho bữa ăn hàng ngày an toàn và bổ dưỡng các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng ghi chú lại những điều cần nhớ và đừng quên chia sẻ video này đến bạn bè và người thân của mình để cùng nhau có một cuộc sống khỏe mạnh hơn. Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu với sai lầm đầu tiên khi luộc thịt mà các bạn cần tránh nhé. Một chọc thịt để kiểm tra liên tục. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sai lầm đầu tiên mà nhiều người thường mắc phải khi luộc thịt, đó là thường xuyên chọc thịt để kiểm tra liên tục đã từ lâu nhiều gia đình có thói quen chọc đũa và lật thịt liên tục trong quá trình luộc vì lo lắng về độ chính của miếng thịt các bạn có thói quen này hay không nếu có thì hãy dừng ngay hành động này việc chọc thịt liên tục không chỉ làm mất đi độ ngọt tự nhiên của thịt mà còn khiến thịt trở nên khô hơn và mất chất dinh dưỡng khi chúng ta chọc thịt các chất dinh dưỡng và nước ngọt từ thịt sẽ bị tiết ra ngoài làm cho thịt trở nên khô và kém ngon hơn. Đặc biệt chất dinh dưỡng trong thịt cũng sẽ mất đi, khiến cho món ăn trở nên vô bổ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hương vị mà còn giảm giá trị dinh dưỡng của bữa ăn hàng ngày. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì chúng ta nên chờ đến khi nước sôi khoảng 15 phút rồi mới kiểm tra thịt. Khi kiểm tra nếu thịt chưa chín, các bạn có thể luộc thêm 5 phút nữa để đảm bảo an toàn dinh dưỡng. Thay vì chọc đũa liên tục, các bạn chỉ cần kiểm tra một vài lần để giữ cho miếng thịt luôn thơm ngon và bổ dưỡng. Hãy thử áp dụng cách này và cảm nhận sự khác biệt. Thịt sẽ giữ được độ ngọt tự nhiên, mềm mại và đặc biệt là giàu dinh dưỡng hơn. Đây là một thay đổi nhỏ nhưng mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe và hương vị của bữa ăn. Bây giờ hãy cùng chúng tôi khám phá những sai lầm tiếp theo mà các bạn cần tránh khi luộc thịt. Để bảo vệ sức khỏe của cả gia đình, các bạn có điều gì thắc mắc hoặc muốn chia sẻ hãy để lại bình luận bên dưới để chúng tôi cùng trao đổi. 2. Luộc thịt quá kỹ. Sai lầm phổ biến thứ hai khi luộc thịt là luộc quá kỹ. Nhiều người tin rằng luộc thịt trong thời gian dài sẽ loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn và đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Tuy nhiên, bạn biết không, điều này là một sự hiểu lầm lớn. Theo các chuyên gia về dinh dưỡng và sức khỏe, khi chúng ta luộc thịt ở nhiệt độ cao từ 200 đến 300 độ C trong khoảng thời gian dài, không chỉ không cần thiết mà còn có thể gây ra tác dụng phụ. Vì khi nhiệt độ cao kéo dài, điều kiện lý tưởng cho các phản ứng hóa học xảy ra. Vậy bạn có biết luộc thịt trong bao lâu là đúng cách hay không? Hãy thử đoán xem nào, 15, 20 phút hay 60 phút? Hãy dành vài giây để chia sẻ suy nghĩ, chọn đáp án dưới phần bình luận bên dưới nhé. Đáp án đúng chính xác là 20 phút. Thịt nên luộc trong khoảng 20 đến 30 phút để đạt được độ mềm, ngon ngọt mà không bị khô. Trong quá trình này, chúng ta cần vớt bọt thường xuyên để nước luộc thịt trong và loại bỏ các tạp chất có trong thịt. Quá trình nấu thịt ở nhiệt độ cao kéo dài sẽ khiến cho các axit amin và đường trong thịt tương tác với nhau và tạo ra nhiều hợp chất hóa học khác. Đáng chú ý hơn là trong số đó có đến 9 loại hợp chất được xác định có khả năng gây ra vấn đề về sức khỏe, bao gồm cả ung thư khi càng về cao tuổi nữa đó ạ. À. Do đó thay vì luộc thịt quá lâu và không kiểm soát, chúng ta nên nấu thịt sao cho vừa đủ chín và mềm. Khi thấy bọt xuất hiện, bạn có thể vớt ra để giúp nước luộc trong hơn, tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu nguy cơ hình thành các hợp chất có hại trong thực phẩm. Đây chính là một biện pháp cần thiết để đảm bảo sự an toàn cho bữa ăn của mọi người. Việc hiểu đúng về thực phẩm đúng cách luộc thịt không chỉ giúp bữa ăn ngon hơn mà còn đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình của bạn. 3. Thêm nước lạnh khi đang luộc Sai lầm phổ biến thứ ba khi luộc thịt là thêm nước lạnh vào nồi trong quá trình nấu. Đa số chúng ta khi luộc thịt thường cho ít nước và khi nước bị cạn, chúng ta thêm nước lạnh vào đúng không nào? Đây là một lỗi nấu nướng thường gặp của những người nội trợ. Hãy để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện về bản thân mình. Khi mới về làm dâu, tôi chưa biết nhiều về nấu ăn. Mỗi lần tôi luộc thịt và thấy nước cạn dần sau 10 phút, không suy nghĩ gì thêm, tôi lấy nước lạnh đổ thêm vào nồi. Ngay sau đó mẹ chồng tôi thấy và quát lên, không được. Mẹ tôi làm ở bệnh viện và rất chú ý đến việc nấu ăn khoa học. Bà giải thích rằng thêm nước lạnh vào nồi thịt đang sôi sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của thịt. Theo các chuyên gia về thực phẩm, thịt và xương chứa nhiều protein và chất béo, nên khi thêm nước lạnh vào nồi nước đang sôi, nhiệt độ nước giảm đột ngột sẽ làm cho protein và chất béo bị kết tủa ngay lập tức. Các khe hở trong thịt và xương co lại, làm thịt khó mềm hơn và đồng thời mất đi mùi vị tươi ngon. Hơn nữa vi khuẩn cũng có thể dễ dàng xâm nhập vào thức ăn qua các dụng cụ nấu nướng, từ đó gây nguy hiểm cho sức khỏe. Vì vậy khi luộc thịt, chúng ta cần phải đảm bảo đổ ngập nước ngay từ đầu. Nếu nước cạn, bạn hãy thêm nước sôi thay vì nước lạnh. Việc này không chỉ giúp giữ được độ mềm và ngon của thịt mà còn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ngoài ra có nhiều người còn có thói quen thêm muối vào thịt khi đun nấu điều này cũng không tốt như chúng ta cũng đã biết thành phần chủ yếu của muối là natri và chúng có thể làm cho protein trong thịt kết tủa khiến miếng thịt nhỏ lại trở nên cứng và khó chế biến hơn đồng thời chất độc không thể thoát ra và gây ảnh hưởng đến sức khỏe vì vậy chúng ta cần phải chú ý đến các nguyên tắc nấu ăn khoa học để đảm bảo món ăn vừa ngon vừa an toàn hãy chế biến nước sôi vào nồi nếu cần thêm nước và tránh cho muối vào quá sớm khi nấu thịt. Thói quen này không chỉ giúp giữ nguyên hương vị tươi ngon của thịt mà còn đảm bảo an toàn cho sức khỏe gia đình của bạn. 4. Giả đông thịt bằng nhiệt độ phòng Sai lầm phổ biến thứ tư mà chúng ta cũng hay mắc phải khi rã đông thịt là để ở nhiệt độ phòng. Nếu gia đình của bạn mua quá nhiều thịt và phải để đông, bạn sẽ phải rã đông bằng cách nào? Chúng tôi tin chắc rằng có tới 90% các bạn bỏ thịt ra ngoài để xả đông đúng không nào. Trong cuộc sống hiện đại, việc mua thịt và cất giữ bằng cách gấp đông đã trở nên phổ biến, đặc biệt đối với những người phụ nữ bận rộn, cân bằng giữa công việc và gia đình sự nghiệp. Họ không có thời gian để mua sắm hàng ngày. Tuy nhiên, nhiều người không nhận ra rằng việc ra đông thực phẩm không đúng cách có thể gây hại đến sức khỏe của chúng ta. Thường thì khi muốn ra đông thịt, nhiều người lấy thịt đông lạnh từ ngăn đá và để nó ở nhiệt độ phòng, thậm chí ngâm nước nóng để đẩy nhanh quá trình này. Tuy nhiên họ không biết rằng những cách này thực tế đang tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Bạn biết không, khi thịt hoặc các loại thực phẩm đông lạnh tiếp xúc với nhiệt độ từ 4 độ C đến 60 độ C, chúng trở nên rất dễ bị ôi thiêu. Bên cạnh đó, nếu như bạn ngâm thịt đông lạnh trong nước sôi, cũng không phải là giải pháp tốt nhiệt độ cao sẽ tạo ra một lớp màng cứng trên bề mặt thịt, làm ảnh hưởng đến sự khuếch tán nhiệt độ vào bên trong và tạo điều kiện cho sự phát triển của vi khuẩn. Điều này có thể dẫn đến sự biến chất của thịt và gây hại đến sức khỏe của bạn và gia đình mình. Thậm chí còn có thể gây ra các bệnh về tiêu hóa khi chúng ta về già nữa đó ạ. Phải làm thế nào để chúng ta có thể rã đông thực phẩm một cách đúng đắn và an toàn? Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe của gia đình, bạn nên tuân thủ các phương pháp rã đông đúng cách. Sử dụng ngăn mát tủ lạnh hoặc nước lạnh để rã đông thực phẩm dần dần là hai phương pháp hiệu quả nhất. Rã đông trong tủ lạnh giữ cho thực phẩm ở nhiệt độ an toàn, giúp bạn hạn chế sự phát triển của vi khuẩn. Nếu bạn cần rã đông nhanh hơn, có thể đặt thịt trong túi nhựa kín và ngâm trong nước lạnh, nhưng nhớ phải thay nước thường xuyên để luôn giữ nhiệt độ thấp nhé. Nghe đến đây các bạn đã biết được những sai lầm của mình đang gặp phải hay chưa? Nếu biết rồi, hãy bình luận số 3 dưới video. Vì chúng ta có thể hiểu rõ và áp dụng đúng các phương pháp rã đông sẽ giúp bạn bảo vệ sức khỏe của mình và gia đình tốt hơn. Hãy chia sẻ kiến thức này với người thân và bạn bè để cùng xây dựng thói quen nấu ăn khoa học và an toàn nhé. Rất nhiều người cho rằng khi mua thịt sạch ở những nơi uy tín thì không cần phải quá phức tạp trong khâu chế biến nhưng thực tế có nhiều điều chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, chuyên gia dược tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc tiêm thuốc an thần vào lợn trước khi giết mổ cũng không còn xa lạ ở Việt Nam, đặc biệt sau những vụ việc bị phanh phui ở cơ quan chức năng. Người ta tiêm thuốc an thần cho lợn để dễ vận chuyển và giết mổ, giúp lợn không bị hao mòn trong quá trình này trong quá trình sử dụng, người ta thường dùng các loại thuốc an thần. Tuy nhiên, đây là thuốc cấm sử dụng trên người. Phó giáo sư Đức cho biết, vào những năm 1950, acetromacin được dùng để điều trị loạn thần kinh và bệnh tâm thần phân liệt. Nhưng sau đó loại thuốc này không được dùng cho người mà chuyển sang thú y. Thuốc an thần này được sử dụng để làm dịu những con chó, mèo hung dữ hoặc các động vật khác dù có thể gây phản ứng có hại như hạ huyết áp trầm trọng và giãn mạch ngoại biên, người ta vẫn dùng nó để an thần lợn trước khi giết mổ. Họ nghĩ rằng đây là cách để lợn không bị kích động, dạy dụa, gây sụt cân và giảm giá trị của thịt. Tuy nhiên thực tế, thuốc này chỉ định cho lợn nái hung dữ, không phải dùng trong quá trình giết mổ. Sử dụng thuốc an thần tim trước khi giết mổ rất nguy hiểm, vì theo tiến sĩ từ ngữ, Tổng thư ký Hội dinh dưỡng Việt Nam, việc dùng thuốc an thần trong giết mổ là vô đạo đức. Chắc chắn lượng thuốc an thần vẫn tồn dư trong thịt và chưa biết thời gian phân hủy là bao lâu. Người ăn phải thịt có chứa thuốc an thần sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Thứ nhất, nếu như chúng ta ăn phải thịt chứa chất an thần này thì có thể gây ức chế hệ thần kinh, làm người ăn dễ bị trầm cảm và mất ngủ. Thứ hai, các chất an thần này có tác dụng trên hệ tim mạch, gây giãn mạch hoặc co mạch, làm thay đổi huyết áp của con người. Và thứ ba, thuốc an thần tồn dư trong thịt có thể ảnh hưởng đến hệ vận động, gây run rẩy và liệt chân ở người cao tuổi. Ngoài thuốc an thần, người chăn nuôi còn sử dụng các chất khác như kháng sinh và chất tạo nạc. Việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi có thể dẫn đến tình trạng tồn dư kháng sinh trong thịt, gây nguy hiểm cho sức khỏe của người tiêu dùng. Tiến sĩ từ ngữ cho biết, việc xác định thịt tồn dư kháng sinh bằng mắt thường là rất khó tuy nhiên nếu thịt có màu đỏ đậm có thể do lợn bị giết mà không dãy khiến máu động trong tế bào và làm cho màu thịt thẩm hơn do đó bạn nên tránh mua loại thịt có màu sắc thế này thịt chứa chất tạo nạc thường có đặc điểm là mỡ rất ít và mỏng nhưng lại rất khó phân biệt nếu không có bị lợn những miếng thịt có màu không quá rực rỡ mỡ trải đều thường an toàn hơn Tuy nhiên, để loại bỏ các tồn dư trong thịt, chỉ có cách chế biến đúng cách mới giúp giải quyết vấn đề này. Tiến sĩ Từ ngữ khuyên rằng luộc là cách chế biến dễ nhất và hiệu quả nhất để loại bỏ chất độc hại tồn dư trong thịt. Thịt lợn là món ăn phổ biến hàng ngày, nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng và chế biến. Thực tế, nhiều người đã mắc phải sai lầm khi luộc thịt, khiến chất độc không được loại bỏ hoàn toàn. Phải nên từ những chia sẻ trên các bạn cần hết sức lưu ý và tuân thủ các hướng dẫn chế biến thịt đúng cách điều này không chỉ đảm bảo an toàn cho sức khỏe của bạn và gia đình mà còn giúp bữa ăn thêm phần ngon miệng và bổ dưỡng bên cạnh đó hãy chú ý đến nguồn gốc của thịt chọn những miếng thịt có màu sắc tự nhiên và mỡ trải đều khi luộc thịt đảm bảo thịt luôn luộc kỹ nhưng không quá lâu phớt bọt thường xuyên để loại bỏ tạp chất hiệu quả nhất các bạn nhé Ba bộ phận từ lợn không nên ăn kẻo nguy hiểm đến tính mạng. Bạn biết không, có ba bộ phận từ lợn mà bạn không nên ăn để tránh nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt là đối với những người cao tuổi đang mang bệnh. Một tiết lợn, thứ nhất đó là tiết lợn. Tiết lợn là món ăn khoái khẩu của nhiều người, đặc biệt là cánh đàn ông thường hay có món này khi đi nhậu đúng không nào. Tiết lợn và các loại động vật khác được coi như một dạng đầu phụ động vật hay món thịt mềm rất giàu protein, sắt và các chất dinh dưỡng khác, có thể cung cấp cho cơ thể nhiều chất dinh dưỡng cần thiết. Theo nghiên cứu, tiết lợn chưa đến 74% protein, cao hơn gần 4 lần so với thịt lợn và 5 lần so với trứng. Quan trọng nhất là loại protein này có giá trị cao và dễ hấp thu, do đó nó được xem là thực phẩm bổ máu tốt nhất. Tuy nhiên mọi thứ đều có hai mặt, nếu các bạn không cẩn thận mua tiết lợn từ lợn chết, Lợn ốm hoặc tiết không còn tươi thì đó là một vấn đề khác. Tiết lợn nếu được nấu chín sẽ an toàn, nhưng rất nhiều người có sở thích ăn tiết canh. Nếu lợn nhiễm liên cầu khuẩn, máu lợn sẽ chứa một lượng lớn vi khuẩn. Khi ăn tiết canh lợn chưa được nấu chín, liên cầu khuẩn từ thức ăn sẽ xâm nhập vào cơ thể người và gây bệnh. Trong dịp Tết vừa qua, Khoa Truyền nhiễm bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm vì ăn tiết canh lợn. Bác sĩ Đỗ Duy Cường từ bệnh viện Bạch Mai cho hay, trong 10 ngày gần đây số bệnh nhân mắc liên cầu lợn nhập viện tăng lên đáng kể do thói quen mổ và ăn tiết canh lợn trong dịp Tết. Tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, phó trưởng khoa cấp cứu cũng cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận gần chục ca bệnh có tiền sử ăn tiết canh các ca bệnh này đến từ nhiều vùng khác nhau, bao gồm cả Hà Nội. Đặc biệt có những bệnh nhân chỉ sau một ngày suốt đã tục huyết áp và sốc, dù chưa có những dấu hiệu điển hình của liên cầu khuẩn. Kết quả xét nghiệm sau đó khẳng định bệnh nhân dương tính với liên cầu lợn. Một trường hợp cụ thể là một gia đình tự nuôi lợn và mổ lợn tại nhà. Năm người cùng ăn món tiết canh, nhưng chỉ một người nhiễm bệnh. Bác sĩ Nguyễn Trung cấp khuyến cáo, khi có dấu hiệu sốt cao sau khi ăn tiết lợn hoặc các sản phẩm chưa được nấu chín từ lợn, người dân nên chủ động các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị sớm, nhằm hạn chế nguy cơ tử vong. Tốt nhất người dân không nên ăn các sản phẩm chưa nấu chín từ thịt lợn để phòng ngừa nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm. Hai, lòng lợn. Bộ phận thứ hai mà chúng ta không nên ăn thường xuyên, đó chính là lòng lợn. Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Đinh từ Trung tâm Khám và Tư vấn Dinh dưỡng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, nội tạng động vật như ốc, tim, gan, thận, bầu dục, dạ dày và ruột lòng heo đều chứa lượng calo tương đương với thịt nạc và có hàm lượng protein từ 16 đến 22% trọng lượng. Hầu hết các loại nội tạng này đều rất giàu chất đạm, chất béo, vitamin A và sắt, giúp chống thiếu máu và tăng cường sức đề kháng. Tuy nhiên, nội tạng lại không tốt cho một số đối tượng do nhiều cholesterol. Những người cao tuổi, người mắc bệnh rối loạn chuyển hóa, tăng cholesterol máu, sơ vữa động mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh gút, bệnh thận, người thừa cân béo phì và những người bị bệnh tim mạch nên tránh xa nội tạng động vật. Một quan niệm phổ biến nhưng sai lầm là ăn gì bổ nấy. Bác sĩ Đinh cho rằng quan niệm này không có cơ sở khoa học. Đặc biệt với những người đau đầu do huyết áp tăng, việc ăn ốc heo là rất nguy hiểm. Một người đàn ông 50 tuổi, nghe lời bạn bè đã mua ốc heo về nấu canh với hy vọng cải thiện trí nhớ. Mặc dù món canh ốc heo thơm ngon và béo ngậy, nhưng chỉ vài tiếng sau khi ăn, ông bắt đầu cảm thấy khó chịu, huyết áp tăng vọt và đau đầu như muốn nổ tung kèm theo buồn nôn. Gia đình vội vàng đưa ông đến bệnh viện, nơi bác sĩ kết luận rằng tình trạng của ông trở nên nghiêm trọng do ăn ốc heo. Ốc heo chứa hàm lượng cholesterol cao, không tốt cho người bị cao huyết áp và có thể dẫn đến nguy cơ tai biến mạch máu não. 3. Thịt cổ lợn Thứ ba thịt cổ lợn Nhìn chung thịt lợn cung cấp đầy đủ các thành phần dinh dưỡng như đạm, chất béo, vitamin và muối khoáng, phù hợp với mọi lứa tuổi và có giá cả phải chăng. Tuy nhiên thịt cổ lợn lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ thịt cổ lợn chứa nhiều hạch bạch huyết nơi tích tụ vi khuẩn, virus và độc tố. Thịt cổ lợn cũng có hàm lượng chất béo cao. Nếu ăn nhiều sẽ gây tăng mỡ máu, dẫn đến các bệnh tim mạch và tăng nguy cơ đột quỵ. Theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên khoa học công nghệ thực phẩm Đại học Bách khoa Hà Nội, thịt cổ lợn là một trong những bộ phận không nên ăn. Khi lợn bị giết, phun cổ là nơi nhiều máu tích tụ và thường bị tiêm thuốc. Đây cũng là vùng có số lượng lớn hạch bạch huyết và các tuyến trao đổi chất, nơi chứa các chất độc cũng như sát vi khuẩn và virus. Thịt cổ lợn vì thế chứa nhiều vi khuẩn hơn, đặc biệt nguy hiểm với những người có sức đề kháng kém. Nghe đến đây, các bạn đã hiểu lý do vì sao không nên ăn thịt cổ lợn hay chưa? Nếu đã hiểu, hãy để lại bình luận số 5 và từ nay hạn chế ăn phần này để bảo vệ sức khỏe của mình tuy nhiên sống khỏe mạnh thôi chưa đủ bạn còn phải sống vui vẻ tâm trạng đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng đến cả sức khỏe tinh thần và thể chất khi bạn luôn vui vẻ lạc quan bạn sẽ cảm thấy yêu đời yêu người và có thêm động lực vượt qua mọi khó khăn thử thách hãy kết hợp việc rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên duy trì chế độ ăn uống cân bằng và đầy đủ dinh dưỡng ngủ đủ giấc và hạn chế căng thẳng sống khỏe mạnh và sống vui vẻ Cả hai đều không thể tách rời. Khi bạn có một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần vui vẻ, bạn có thể có một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc hơn khi càng về cao tuổi. Vì thế, hãy biến cuộc sống khỏe mạnh và vui vẻ trở thành thói quen hàng ngày của bạn. Nếu thấy video này hay và bổ ích, đừng quên nhấn nút thích và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.